Hello, đã lâu lắm rồi thì Từ điển Fun Girl mới quay trở lại phải không nào? Cho những ai chưa biết thì Từ điển Fun Girl là nơi phổ cập môn nghệ thuật đu trai hoặc đu gái với những thuật ngữ K-pop từ cơ bản đến nâng cao theo từng chủ đề khác nhau, đưa bạn dấn thân vào con đường u mê, chữ E kéo dài với các idol nhà bạn. Nói thì dài dòng thế thôi chứ Bom sẽ để ở dưới phần bình luận 4 tập trước, xem là sẽ hiểu thôi. Tập 5 hôm nay là dành cho những fan girl lâu năm đã biết tiếng Hàn và cần hiểu thêm về những từ vựng khi săn vé đi concert. Chắc không vậy? Có 3 cách thông thường để bạn có một tấm vé concert trong tay. 1 là tự mình đặt vé, 2 là nhờ người đặt vé và 3 là mua lại vé nhượng. Đầu tiên, việc đặt vé trong tiếng Hàn là ticketing. Những trang web bán vé lớn của Hàn Quốc như Interpark Ticket, Yes24 Ticket, Auction, v.v. Các công ty giải trí thường ký hợp đồng cho phép bán vé độc quyền với một trang web duy nhất, nên thật dễ hiểu khi vé của JYP và Big Hit thì bán tại Interpark, vé của SM thì bán tại Yes24 và vé của YG thì bán tại Auction. Thời gian đặt vé cũng chia ra là sân Yeme cho những ai đã mua membership fan club thì được ưu tiên đặt trước một ngày, và Iriban Yeme cho những người thường không có fan club hoặc những bạn hôm trước đặt hụt thì có thêm cơ hội nữa. Nếu như bạn hụt mua vé trong cả hai đợt sân Yeme và Iriban Yeme thì còn có cơ hội cuối cùng để tự mua, đó chính là Ticketing. Ticketing là từ viết tắt của Jisopyo Ticketing, nghĩa là mua vé hủy. Khi người ta đặt vé mà chưa chuyển khoản vì lý do nào đó thì trang web sẽ tự động hủy vé khi mà hết hạn chuyển khoản, sinh ra thêm vé hủy để cho bạn có thể mua. Thời gian hủy vé của mỗi trang web là khác nhau, Bom sẽ ghi lại ở đây, các bạn có thể tham khảo, canh giờ và F5 liên tục, nhưng mà còn dựa vận may nữa thì mới có thể hút được vé hủy nha. Khi bạn không tự tin vào khả năng đặt vé của mình thì hãy nhờ người đặt hộ. Đánh tìm Theri Ticketing trên Twitter là sẽ có một loạt người hành nghề này. Đó là những cá nhân có kinh nghiệm ticketing lâu năm, biết rõ bí quyết đặt vé nhanh như thế nào, hoặc là dùng phần mềm gì đấy, Bom chỉ đoán thôi nha. Thường thì bạn phải đưa tài khoản của mình cho họ nếu là đặt trước qua fan club, còn nếu là đặt thường thì họ sẽ dùng tài khoản của chính họ. Bạn phải gửi trước tiền phí đặt hộ là Sukobi. Tùy mỗi người mà giá phí khác nhau, idol càng nổi thì phí lại càng cao. Sau khi đặt được thì họ sẽ báo cho bạn chuyển giá vé gốc sau. Còn nếu đặt hụt thì bạn sẽ mất luôn tiền phí đặt hộ đó. Đây thì cũng là trò đặt cược may rủi thôi, không có sự đảm bảo 100% là sẽ đặt được. Nên bạn phải tìm hiểu kỹ lưỡng các feedback, review, chiến dịch thành công của người đó trước khi nhờ họ đặt hộ. Khi mà bạn đã dùng hết mọi cách nhưng mà vẫn toang thì chỉ còn cách cuối cùng là mua lại vé nhượng. Nhượng trong tiếng Hàn là Yangdo. Bạn lên những nơi như Twitter, Ticketpay, Bungkae Changtheo, đánh tên concert cũng với lại Yangdo thì sẽ ra hàng loạt, nhưng mà phải đọc kỹ nha. Yangdo heo, Yangdo hamnida, hoặc chỉ là Yangdo thôi thì có nghĩa là tôi bán vé nhượng. Còn Yangdo battayo, Yangdo battseumnida, Yangdo guheo thì có nghĩa là tôi mua, tôi tìm vé nhượng. Wonga Yangdo, bán lại giá vé gốc. Chỉ có những thiên thần thì mới bán lại vé cực khổ mua được bằng giá gốc thôi. Cái gì thì cũng có điều kiện của nó. Bạn phải chứng minh mình là fan, đã bỏ ra những gì cho idol, và bạn là một con đỗ nghèo khỉ đang thành khẩn muốn đi concert đến mức nào. Còn không, bạn phải mua vé với giá preemie. Preemie là viết tắt của mình đùa đấy. Preemie là viết tắt của premium. Các fan girl dùng nó để ví cho việc đội thêm tiền vào và bán lại vé. Những người có lương tâm thì sẽ premi thêm một chút, còn những tay phe vé biết phận fan girl sẽ chi mạnh tay thì thường đội giá vé lên gấp nhiều lần. Và khi mua vé chợ đen thì bạn thường phải ra giá, trả giá trước. Jesse, Son Jesse, đừng dại dột mà nhắn tin hỏi, ơi mà éo, bao nhiêu ạ? Họ sẽ cho bạn vào tin nhắn rác đấy, bởi vì họ chỉ chờ xem ai ra giá cao và bán vé cho người đó trước thôi. Nếu như ai đó trả giá cao hơn để mua vé của bạn, thì bạn hãy trả lời lại người bán là 거래파면 연락 주세요. 거래파 là viết tắt của 거래파기, chỉ hành động trả giá cao cho sang mồm xong rồi lại lặn mất tăm. Còn nếu Việt hóa thì sẽ là bom hàng. Khi bị bom hàng một lần thì tâm lý người bán sẽ dễ chịu hơn và bán lại cho bạn với giá vé hợp lý hơn. Cho nên Bom khuyên các bạn không nên ra giá quá mạnh tay, sẽ thành con mồi cho bọn phe vé nha. Người bán thường đề câu 쿨 것이 에 눌 가능. 쿨 거 là viết tắt của 쿨하게 거래, chỉ hành động chốt đơn nhanh gọn lẹ trong vòng một bước nhạc, không cần chứng minh gì quá nhiều. Enu là từ viết khác của enuri, trả giá, hạ giá thấp. Nếu bạn chốt đơn nhanh gọn lẹ thì có thể trả giá. Vâng, vậy là ngày hôm nay Bom đã phổ cập rất nhiều từ vựng của fan girl Hàn khi đi mua vé concert. Chúc bạn may mắn có thể ngắm được vườn nho trong các mùa concert sắp tới. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, chính là vườn nho, photobat. Fan Hàn thường chúc nhau như vậy mỗi mùa ticketing đấy. Vì sao? Vì đây, màu ghế trên trang web đặt vé là màu tím và nó biến mất với tốc độ bàn thờ, khiến cho cái màn hình của bạn trắng trơn, không còn quả nho tím nào nữa. Có người có không kịp nhìn thấy một quả nào thì đã sold out. 아니 뭘 좌석을 볼 수조차 없는 거야?
자리 배치도도 못 보고 이것만 보고 있으라는 건가? 진짜 웃긴다. Vậy nên từ giờ đừng chúc nhau may mắn đơn giản nữa. Hãy chúc nhau cùng ăn được nho trong những lần ticketing. Hẹn gặp lại các bạn trong những số sau của Từ Điển Fangirl. 안녕. 내가 아까 날짜만 빨리 클릭했어도 뒤에 있는 4만 명이 다 그 생각하고 있었을 거야. 집에 갈래? 올해도 못 가요 콘서트. 얼마나 재밌겠네. 갈게요.